Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể chắc hẳn là một câu chuyện rất quen thuộc trong đời sống đạo hàng ngày của chúng ta. Lý do là bởi vì nó đã được sử dụng khá nhiều trong các thánh lễ an táng, lễ dỗ và kể cả những giờ cầu nguyện cho những người đã qua đời. Hôm nay thì khác đi, theo chu kỳ phụng vụ thường niên, chúng ta được nghe lại bài phúc âm này. Và trong một sự trùng hợp rất tình cờ, đúng vào ngày lễ Kính Thánh Monica, một người mẹ được nhìn nhận là gương mẫu tốt lành. Hôm nay con mạn phép gọi người mẹ ấy là một trinh nữ. Một trinh nữ được nhìn trong góc độ trung thành với đức tin và lòng yêu mến Chúa, chứ không phải được nhìn qua khía cạnh thể lý. Để con liên kết cuộc đời của người trinh nữ đặc biệt này với 10 trinh nữ trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, câu chuyện kể rằng có 10 trinh nữ được chọn trong nghi lễ đón tiếp chàng rể, mà trong đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Một câu hỏi có thể được hình thành ngay trong suy nghĩ của độc giả và thính giả rằng: biết là khờ dại thì chọn làm chi? Biết là không đủ điều kiện thì chọn làm cái gì? Nguy cơ thất bại rất là cao đấy. Thế nhưng con cho rằng đó mới là điểm nhấn đặc biệt để làm nổi bật hơn nữa thông điệp chính yếu của câu chuyện này. Đó chính là sự khôn ngoan. Và con phải mở ngoặc để nói ngay rằng sự khôn ngoan này phải và chỉ được hiểu trong chiều kích linh đạo Kitô giáo, nghĩa là
nó phải được đặt trong bối cảnh chung cuộc của tất cả những ai đang tin vào Chúa và đang sống theo giáo huấn của Phúc Âm. Chúng ta quay trở lại câu chuyện của bài Phúc Âm. Dù là không mô tả cách chi tiết, nhưng có lẽ 10 trinh nữ này đều xinh đẹp và duyên dáng như nhau. 10 trinh nữ này đều khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy, đều cầm trên tay những chiếc đèn sang trọng như nhau. Và tất cả những trinh nữ này đều đón nhận cùng một sự kiện ngoài ý muốn. Đó là chàng rể đến muộn với một tâm thức cũng giống hệt nhau. Câu chuyện kể là tất cả mọi người đều thiếp đi và ngủ cả. Giống hệt nhau từ đầu tới cuối. Thế nhưng, cho đến khi chàng rể bất ngờ xuất hiện, thì lúc đó số phận của các trinh nữ này mới bị tách ra làm hai. Năm cô được kết luận là khờ dại, chỉ vì đúng một lý do mà thôi, là đã không chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết nhất và quan trọng nhất cho cái thời khắc quan trọng là đón tiếp chàng rể khi chàng rể đến. Năm cô được cho là khôn ngoan cũng vì một lý do như thế mà ngược lại, nghĩa là đã biết chuẩn bị tất cả những gì là quan trọng, là cần thiết nhất cho công việc của mình. Năm cô được cho là khôn ngoan vì đã biết nhìn xa trông rộng, biết tiên liệu cả những tình huống ngoài ý muốn xảy đến cho mình nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, như con đã thưa ở trên, sự khôn ngoan được nói đến trong câu chuyện dụ ngôn này phải được đặt và hiểu trong bối cảnh chung cuộc của người Kitô hữu. Nghĩa là nó không phải hoàn toàn là một thước đo sự hơn thua giữa người với người trong cuộc đời này, mà phải hơn thế nữa. Sự khôn ngoan ấy phải giúp tôi được giữ phần với Chúa trong nước trời ở đời sau vĩnh cửu. Trong cái nhìn đó, chúng ta sẽ bắt gặp sự khôn ngoan của thánh nữ Monica. Tất cả những gì mà người mẹ này đã tin tưởng sống, đã làm trong hy sinh, đều nhắm tới phần rỗi đời đời của mình, của gia đình và của con cái mình. Người mẹ khôn ngoan này đã không đặt mục tiêu cho gia đình mình là một gia đình ổn định về kinh tế, con cái thành đạt trong xã hội, nhưng phải là một gia đình đạo đức, phải là một cộng đoàn hướng về phần phúc đời đời. Sự khôn ngoan đó chúng ta cũng nhìn thấy nơi cuộc sống của bà Ruth, là một người phụ nữ mà chúng ta đã gặp thấy cách đây đúng một tuần ở bài đọc thứ nhất. Bà đã có một sự hoàn toàn, một sự chọn lựa hoàn toàn khác với người chị dâu của mình. Mẹ của bà nói với hai đứa con dâu rằng mẹ phải đi về một vùng đất khác. Các con được quyền tự do chọn lựa ở lại đây hay là đi theo mẹ. Người dâu chị nói, thưa mẹ, con ở lại đây. Còn bà Ruth thì nói rằng, thưa mẹ, xin mẹ đừng bắt con phải ở lại đây, mà con sẽ xin đi theo mẹ. Mẹ đi đâu, con sẽ đi theo đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con.
Chúa của mẹ là Chúa của con đấy. Như thế, bà Ruth đã không quyết định ở lại như là người chị của mình, mà đi theo mẹ. Đi theo mẹ không phải vì nhắm tới của cải tài sản, đi theo mẹ cũng chẳng phải vì mẹ sẽ lo cho miếng cơm manh áo, mà đi theo mẹ như mô tả của sách bà Ruth, vì lòng yêu mến Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, luôn tồn tại những điều bất ngờ. Có những bất ngờ mang đến niềm vui, có những bất ngờ để lại nỗi buồn. Nhưng rồi cũng có những loại bất ngờ mà Chúa Giêsu đã khéo léo nói đến ở cuối bài phúc âm này. Đó là bất ngờ mang tính chất ấn định phần số đời đời của mình. Sự khôn ngoan mà bài phúc âm hôm nay đã giới thiệu với chúng ta sẽ luôn là cần thiết để chúng ta tiếp cận và ứng phó với loại bất ngờ đặc biệt ấy. Xin Chúa ban thêm sự khôn ngoan cho chúng con, như Chúa đã ban sự khôn ngoan cho bà Ruth, như Chúa đã ban sự khôn ngoan cho thánh nữ Monica.